Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức là chương trình thường niên đã diễn ra trong suốt 8 năm qua. Năm 2022, triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam hướng tới Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Ban tổ chức chương trình đã quyết định mở rộng đối tượng tuyên dương ở các lĩnh vực dạy học. Đó là các thầy giáo, cô giáo có thành tích nổi bật, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Thầy giáo, cô giáo có nhiều sáng kiến đổi mới, việc dạy và học đã được áp dụng vào thực tế, đạt kết quả cao. Các giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế và xã hội khó khăn. Và các giáo viên đã từng tham gia giảng dạy có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời gian công tác được xã hội ghi nhận. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nằm ở khu vực huyện miền núi, là nơi mà cô giáo Lena, một trong 68 gương mặt giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2022 đang công tác giảng dạy. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn trường Đại học Vinh, cô giáo Lena được điều đến công tác tại trường Trung học cơ sở Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Trường cách trung tâm thị trấn khoảng 60 km, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lạnh giá. Học sinh 100% là con em đồng bào dân tộc Mông. Vượt lên những khó khăn về điều kiện địa lý, khí hậu và bất đồng ngôn ngữ, với sức trẻ và niềm đam mê nghề nghiệp, cô giáo Lena đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh tin yêu nể trọng. Sau 3 năm công tác tại Mường Lống, cô Na được điều chuyển sang trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Càn. Thời điểm này, song song với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cô giáo Lena tiếp tục đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ và trở thành một trong số ít những giáo viên đầu tiên của huyện Kỳ Sơn có bằng thạc sĩ ngữ văn. Đến năm 2018, cô được điều động về công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Kỳ Sơn. Đây là ngôi trường trung học cơ sở hoạt động theo mô hình nội trú duy nhất của huyện Kỳ Sơn, đào tạo và nuôi dưỡng hơn 300 học sinh được tuyển chọn từ các xã trong huyện. Bằng tài năng và tâm huyết của mình, cô giáo Lena luôn được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh tin yêu. Hiện ngoài nhiệm vụ giảng dạy tại trường, cô giáo Na còn là giáo viên cốt cán, thực hiện bồi dưỡng cho giáo viên trong huyện. Trong quá trình công tác, ngoài thành tích giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt thành tích cao tại kỳ thi cấp tỉnh, cô giáo Lena đã 5 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Rất nhiều giáo viên ở Kỳ Sơn, trong đó có tôi, thì luôn luôn suy nghĩ trăn trở về làm cách nào để đưa con chữ đến cho học sinh một cách là dễ dàng nhất, để các em chiếm lĩnh được nhiều cái tri thức, để mong rằng là cái sau này các em sẽ có tri thức để phát triển, để có một cái cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn của bố mẹ mình bây giờ. Tôi mong muốn rằng những thế hệ học sinh miền núi nơi tôi công tác sẽ trưởng thành và sau này sẽ sống có ích cho xã hội và xây dựng cái quê hương Kỳ Sơn ngày càng giàu đẹp hơn. Với cô giáo Nguyễn Thị Bá, giáo viên tiếng Anh trường Trung học cơ sở Lê Quốc Việt, tỉnh Tiền Giang, người đã có gần 33 năm công tác trong ngành giáo dục, thì câu chuyện về nghề nghiệp lại giống như những người đi khai hoang, lập nghiệp. Bởi cứ mỗi lần thành lập một ngôi trường mới là cô lại được điều động đến để làm công tác chuyên môn. Khó khăn, vất vả với ngôi trường mới có nhiều bộn bề, từ cơ sở vật chất, chất lượng học sinh, quãng đường di chuyển, đến cả những lo toan thường nhật trong cuộc sống. Song cô giáo Nguyễn Thị Bá chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ nghề, bỏ dạy học, bởi cô luôn tìm thấy niềm vui trong công việc, trong đôi mắt trong veo và hồn nhiên của các em học sinh. Sự trưởng thành, tiến bộ của các em trong học tập, trong lời ăn, tiếng nói luôn là sự động viên lớn nhất mà cô nhận được trong gần 33 năm làm công việc chồng người. Là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, cô đã nhận được nhiều lời mời về dạy tại những trường có điều kiện tốt hơn so với nơi đang công tác. Nhưng sự gắn bó của cô và những em học sinh nơi miệt vườn như một thứ tình cảm quyến luyến không thể tách rời. Các tiết học của cô Bá luôn được các em học sinh ngóng đợi bởi cảm hứng về ngôn ngữ tiếng Anh đã được cô cùng các đồng nghiệp trong nhà trường truyền tới cho các em. Sự trao đổi, tương tác nhiều chiều, đa dạng đã tạo cho các em sự tự tin trong học tập và thể hiện chính mình. Với sự tâm huyết trong công tác của mình, cô giáo Nguyễn Thị Bá đã có 15 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, 2 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
và vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Bá là một trong 68 giáo viên tiêu biểu trong toàn quốc được tuyên dương trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Mình tự hào nhất về nghề giáo đó là mình đã đào tạo ra được rất nhiều em mà bây giờ đã có những vị trí rất là vững ở trong xã hội, và các em đó lại quay trở về có thể là những mạnh thường quân của trường hoặc là những cán bộ lãnh đạo. Và mỗi lần mà mình đi ra khỏi địa bàn tỉnh Tiền Giang, mình đi tới những tỉnh lân cận mà các em nó vẫn nhìn là chào cô, thì đó là thành quả mà mình đã đứng lớp và đã giáo dục đào tạo được những em như vậy. Trong nhà trường, các giáo viên tổng phụ trách đội là những người thầy, người anh, người chị, là chỗ dựa tinh thần của đội viên, thiếu nhi, người mang trọng trách là kỹ sư của tâm hồn. Nhất là trong thời kỳ chuyển đổi phát triển không ngừng của đất nước, vai trò của các giáo viên tổng phụ trách đội càng trở nên quan trọng, cần thiết. Họ đã góp phần giáo dục một cách toàn diện cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy Lê Quốc Việt đã có 27 năm ở vị trí giáo viên tổng phụ trách đội, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Vượt qua mọi thử thách khi mới bước chân vào nghề, thầy Việt đã gắn bó với các em học sinh và đồng hành cùng với các em qua từng năm ở cấp trung học cơ sở. Yếu tố cao đẹp của người giáo viên tổng phụ trách đội chính là lòng yêu nghề, sự say mê với công tác đội và công tác xã hội. Nó sẽ là tiền đề để giúp cho hiệu quả công việc của người phụ trách cao hơn. Sự nhiệt tình, say mê công việc là động lực để người giáo viên phụ trách đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, chuyên sâu công việc. Từ đó sẽ làm cho người phụ trách càng thêm yêu trẻ và sự sáng tạo cũng sẽ được hình thành. Sáng tạo là yếu tố cần thiết trong điều kiện hiện nay đối với người tổng phụ trách. Đổi mới tư duy, cách đánh giá một sự việc, sự vật của trẻ sẽ làm cho trẻ thêm cảm hứng khi tham gia các hoạt động, là việc mà người phụ trách nên làm. Thầy tổng phụ trách đội Lê Quốc Việt đã mạnh dạn áp dụng các mô hình mới vào trong công tác đội, áp dụng các bài hát cộng đồng vào tiết học thể dục và thể dục giữa giờ dành cho đồng diễn, mô hình làm kế hoạch nhỏ, phát huy hiệu quả hộp thư điện tử Điều Em Muốn Nói trong trường trung học cơ sở. Liên tục những năm học tiếp theo, thầy Việt đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật được nhà trường, địa phương đánh giá cao. Trong công tác xã hội hóa giáo dục, thầy Việt đã tham mưu với hiệu trưởng, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm đều phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu về hoàn cảnh của các em học sinh khó khăn để từ đó đề ra kế hoạch hỗ trợ cho các em. 27 năm gắn bó với công việc của người giáo viên tổng phụ trách đội, thầy Lê Quốc Việt đã nhận được rất nhiều giải thưởng, như 2 lần được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10 lần được nhận bằng khen của Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 5 lần được nhận bằng khen của Hội đồng đội Trung ương, 4 lần được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng xuất sắc trong công tác chuyên môn và các hoạt động xã hội khác. Năm 2022, thầy Việt đã được tuyên dương trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô vì sự yêu nghề và tâm huyết dành cho các em học sinh. Nhiều người thì muốn lên thành phố để cái nơi có điều kiện hơn, nhưng mà bản thân tôi thì tôi sinh ra nơi đây, tôi gắn bó nơi đây, ăn ở nơi đây và đã từng học tập đây. Tôi cũng muốn có một cái gì đó sau khi mình được học về thì cống hiến lại cho làng quê của mình, nơi đã cưu mang mình, nơi đã đùm bọc mình và đào tạo mình trở thành một người giáo viên như ngày hôm nay. Chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2022 đã vinh danh những giáo viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chuyên môn, đạo đức lối sống, có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục. Nhiều thầy cô đã dành cả cuộc đời với công việc bảng đen phấn trắng và họ vẫn đang hàng ngày, hàng giờ lao động, cống hiến, góp một phần công sức của mình trong sự nghiệp chồng người cao quý mà xã hội đã trao cho họ.